Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, trong phần đầu của bản tin hôm nay là tin dự báo nắng nóng ở các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ. Hiện tại, ngày hôm nay ở khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên đã xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Với nhiệt độ lúc 13 giờ trưa hôm nay phổ biến ở ngưỡng là từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Ở khu vực Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt lúc 13 giờ trưa phổ biến ở ngưỡng là từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến ở mức là từ 45 đến 60%. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, ở tại khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên vẫn tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ khoảng 35 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 35 đến 55%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến là từ 45 đến 55%. Cảnh báo nắng nóng gay gắt có nơi đặc biệt gay gắt ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa cho đến Phú Yên có khả năng sẽ kéo dài đến khoảng ngày mai. Nắng nóng ở tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Nam Bộ từ ngày mai sẽ giảm dần. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây ra hiệu ứng phơn, cho nên sẽ có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng sẽ còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Quý vị và các bạn cần chú ý. Tiếp theo sẽ là tin cảnh báo sớm về cơn bão số 1. Thưa quý vị, hiện tại vùng thấp ở trên khu vực miền Nam của Philippines mà chúng tôi đã nói đến trong bản tin trước nay đã hình thành rõ ràng hơn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và theo những mô hình dự báo bão xa của các trung tâm dự báo khí tượng trên thế giới cho biết, hiện nay vùng thấp ở trên khu vực miền Nam Philippines vào lúc 16 giờ chiều nay có vị trí vào khoảng 10 độ Vĩ Bắc, 120 độ Kinh Đông, nằm trên bờ biển phía đông nam bán đảo Palawan. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có thể sẽ mạnh thêm. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày mai, vị trí của vùng áp thấp ở vào khoảng 10 độ Vĩ Bắc, 117,4 độ Kinh Đông, nằm trên khu vực bờ biển phía Tây bán đảo Palawan. Trong khoảng từ 24 đến 48 giờ tới, vùng thấp hầu như không di chuyển và có khả năng sẽ mạnh thêm. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày mai, vị trí của vùng áp thấp ở vào khoảng 9,3 độ Vĩ Bắc, 117 độ Kinh Đông. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, vùng thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến khoảng 16 giờ chiều ngày kia, vị trí trung tâm của áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10 độ Vĩ Bắc, 116 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Trường Sa khoảng 550 km về phía Đông Bắc, sức gió mạnh nhất, trung tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 60 km/h. Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km và có khả năng sẽ mạnh lên thành bão. Nếu đúng là như vậy thì đây sẽ trở thành cơn bão số 1 trong năm 2023. Theo dữ liệu của chúng tôi, các trung tâm khí tượng thủy văn trên thế giới vẫn chưa đưa ra được đường đi chính xác cho cơn bão này. Nhưng theo phân tích của chúng tôi thì khả năng là khu vực đổ bộ của bão sẽ ở khu vực Trung Trung Bộ hoặc là Nam Trung Bộ và chắc chắn sẽ gây ra một đợt mưa rất lớn cho khu vực này. Thưa quý vị, đây là cơn bão khá sớm và hiếm gặp trong nhiều năm qua. Theo nhận định ban đầu, đây là một cơn bão cũng khá mạnh. Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao diễn biến của bão và sẽ gửi đến quý vị và các bạn trong những bản tin cập nhật mới nhất. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Ngày mai, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.
nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng. Riêng khu vực phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, phía Bắc từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối nay và chiều tối ngày mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi có nắng nóng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối ngày mai có mưa rào và dông vài nơi. Ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ. Riêng khu vực miền Đông có nơi trên 37 độ. Cao Bằng xuất hiện mưa đá sau những ngày nắng gắt. Kính thưa quý vị, lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh đang xác định thiệt hại sau cơn mưa đá xảy ra trên địa bàn thị trấn Trà Lĩnh thuộc huyện này vào chiều qua. Chiều qua trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra một trận mưa đá. Mưa đá xảy ra tại thị trấn Trà Lĩnh, hạt mưa đá to bằng đầu đũa, rất may. Thời gian mưa chỉ khoảng 5 đến 10 phút nên ít thiệt hại về tài sản. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh nói và thông tin cán bộ địa phương đang tiếp tục xác minh về thiệt hại. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Trùng Khánh cho biết thêm, những ngày qua Cao Bằng có nắng nóng gay gắt nên khi đón không khí lạnh thì xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Chúng tôi đã có văn bản gửi các địa phương trong huyện để thông tin tới người dân nắm bắt về tình hình thời tiết để chủ động phòng tránh, vị lãnh đạo nói. Trước đó, trong 2 ngày, dông lốc xảy ra ở tỉnh Cao Bằng, khiến 127 nhà dân bị hỏng và tốc mái, 51,5 ha lúa hoa màu bị thiệt hại, một cột điện bị đổ. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay và ngày mai, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm trong 24 giờ, có nơi trên 60mm trong 24 giờ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ gần sáng ngày mai và ngày kia có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm trong 24 giờ, có nơi trên 50mm trong 1 giờ. Ngoài ra, từ ngày mai ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!